Việt giờ vàng ngập tràn cảnh nóng và bạo lực. Cháy chung cư mini trong đêm, nhiều người liều mạng nhảy từ tầng cao. Khởi tố 5 nhân viên sân bay mở khóa vali, ký gửi trộm tài sản. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin cuối ngày, ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Hoàng Châu Channel. Sau đây là bản tin tổng hợp các tin tức chính nổi bật nhất trong 24 giờ qua ở tại nước ta và trên thế giới. Nếu thấy hay, bổ ích, đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại bình luận để tạo động lực cho đội ngũ của chúng tôi. Phim Việt giờ vàng ngập tràn cảnh nóng và bạo lực. Nhiều khán giả bày tỏ lo ngại khi biệt dược đen ngập tràn cảnh nóng, bạo lực, ăn chơi thác loạn. Phim chiếu giờ vàng để cả gia đình ngồi xem mà toàn mông với ngực, một ý kiến chia sẻ. Biệt dược đen lên sóng VTV3 từ ngày 4 tháng 9, đánh dấu sự trở lại sau 4 năm vắng bóng của dòng phim điều tra phá án trong series Cảnh sát hình sự. Nội dung phim là cuộc đấu trí, đấu lực giữa đội cảnh sát hình sự với những tên tội phạm xảo quyệt, tàn nhẫn. Sau 3 tập phát sóng ở khung giờ vàng, những trích đoạn bạo lực, cảnh nóng, gợi dục trong phim thu hút sự quan tâm của khán giả. Mở đầu là cuộc ăn chơi thác loạn trong quán bar của các thành viên nhóm City Boy. Phân đoạn cao trào chính là cảnh va chạm giữa nhân vật Tiến do Trương Hoàng thủ vai và Vương do Tuấn Anh thủ vai. Sau đó, Vương chút cơn giận lên Tuyết do Quỳnh Châu đảm nhiệm bằng những cái tát, đánh đấm, xô đẩy và chửi thề. Bạo lực được tăng kịch tính qua hành động đập phá đồ đạc, âm thanh thủy tinh vỡ vụn. Gay cấn hơn khi trong cơn say thuốc chất kích thích, Vương lao tới với ý định cưỡng hiếp Tuyết. Tập 1 khép lại với cái chết bí ẩn của Vương là thủ lĩnh của nhóm City Boy. Trong các tập tiếp theo và trailer giới thiệu phim liên tục xuất hiện cảnh ăn chơi thác loạn, gợi dục như tiệc bikini ở hồ bơi, phân đoạn sử dụng ma túy trong phòng kín. Nhiều khán giả đã để lại bình luận bày tỏ lo ngại phim giờ vàng sẽ có tác động tiêu cực tới giới trẻ. Phim hay nhưng dễ làm tư tưởng giới trẻ bị nhiễm. Phim cho giới trẻ học theo, vẽ đường cho hiêu chạy. Nhiều phim Việt đang lạm dụng khai thác yếu tố tình dục mà kịch bản không quá đặc sắc. Như vậy phim chỉ để thu hút view chứ không mang giá trị gì. Phim hở hàng lố bịch chẳng ra làm sao. Phim chiếu giờ vàng để cả gia đình ngồi xem mà dạo này toàn mông với ngực, nội dung thì nhảm, dần cũng giống mấy phim hài nhảm, hài sách bây giờ. Phim hình sự không thể không có cảnh bạo lực, cảnh nóng, nhưng trần trụi có điểm dừng mới là nghệ thuật. Mới một hai tập đã thấy nhiều cảnh nóng mà ngán ngẩm. Có rất nhiều cách để đề cập đến vấn đề đó, nhưng vẫn tránh được tối đa hình ảnh gợi dục quá đà. Nhà đài lại chọn cách đưa những hình ảnh hoang dại trần trụi nhất lên. Dù sao cũng là phim của VTV, lại chiếu giờ vàng, cả gia đình ngồi xem, những hình ảnh như vậy quả thật không phù hợp. Bên cạnh đó, một số ý kiến bênh vực cho rằng hiện thực cuộc sống, cảnh nóng, bạo lực đầy rẫy trên mạng xã hội. Vì vậy phim đề cập tới vấn đề này, giống như việc nâng cao đề kháng trước các thông tin xấu độc trên mạng. Phim hình sự đã không có tệ nạn, thế có cần cấm phim tình cảm không được lãng mạn, phim hài không được gây cười và phim kinh dị không có yếu tố đáng sợ, một ý kiến phản bác. Chia sẻ tại buổi ra mắt phim chiều ngày 22 tháng 8 ở Hà Nội, đạo diễn Nguyễn Khải Anh, phó giám đốc Trung tâm Phim Truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam, VFC cho biết, sau 4 năm, VFC mới trình làng một bộ phim về cảnh sát hình sự. Đây là quãng thời gian để chúng tôi nhìn lại bản thân, đầu tư từ nội dung đến kịch bản phim để hướng tới chất lượng tốt nhất. Bởi vậy, từ trang phục, bối cảnh, nội dung, biệt dược đen đều được đầu tư công phu, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả. Trước những lo ngại về cảnh nóng, bạo lực trong phim, đạo diễn Phạm Gia Phương cho biết, anh và ekip biệt dược đen đã suy nghĩ và cân đo đong đếm nhiều. Nếu tội phạm trên phim mà hiền, sau này con cái mình ra đời sẽ không biết đó là tội phạm. Ekip bàn với diễn viên để mọi người nhập tâm, không phải diễn đi diễn lại những cảnh bạo lực, cảnh nóng. Vì là sóng truyền hình quốc gia nên chúng tôi hiểu phải tiết chế sao cho phù hợp. Nhiều phim cảnh sát hình sự trước đây còn gai góc hơn nhiều và được người xem nhớ mãi. Do vậy, chúng tôi cố gắng làm một tác phẩm để không hổ thẹn vì VFC từng có những phim được khán giả yêu thích như thế. Đạo diễn Phạm Gia Phương nói, đồng đạo diễn Biệt Dược Đen, đạo diễn Trần Trọng Khôi khẳng định, xã hội bên ngoài còn khủng khiếp hơn những gì được thể hiện trên phim. Nếu sản phẩm của VFC cứ làm an toàn quá, cứ sợ bạo quá, hở quá, đến bao giờ mới có một phim Việt Nam chiếu trên Netflix? Đó là tâm lý chung của chúng tôi khi làm phim này, anh bày tỏ. Nam đạo diễn cũng mong các bậc phụ huynh cùng xem Biệt Dược Đen với các con mỗi tối, bởi dù phim có cảnh quay nhạy cảm nhưng luôn có sự so sánh giữa vấn đề gia đình và xã hội.
nhiều loại biệt dược, chưa được gọi là ma túy nhưng gây hại cho giới trẻ. Nó rất độc hại, có tác hại lớn nhưng các bạn trẻ nghĩ nó lại mang lại khoái cảm. Tôi hy vọng các bậc cha mẹ cùng ngồi xem với con mình bộ phim này để thấy được thiếu đi sai hướng, hậu quả sẽ như thế nào, đạo diễn Trần Trọng Khôi nhấn mạnh. Chuyển sang tin tức tiếp theo, cháy chung cư mini trong đêm, nhiều người liều mạng nhảy từ tầng cao. Thời điểm chung cư mini bốc cháy, hàng chục hộ dân đang ở trong tòa nhà. Tòa nhà ngắt điện, nhiều người hoảng hốt, liều mạng nhảy từ tầng cao để thoát khỏi đám cháy, ông Huy bàng hoàng kể lại. Rạng sáng ngày 13 tháng 9, ông Nguyễn Công Huy, 41 tuổi, ở chung cư mini, ngõ 29/70, phố Khương Hạ, chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ cháy khiến nhiều người mắc kẹt. Gần 2 giờ sáng, hàng trăm cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tham gia chữa cháy, tìm kiếm những người mắc kẹt trong vụ cháy chung cư mini, ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Là người sinh sống trong tòa nhà, ông Nguyễn Công Huy kể, khoảng 23 giờ 30 phút đêm ngày 12 tháng 9, ông cùng vợ và hai người con đang chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng hô hoán từ các phòng xung quanh. Sau khi chạy ra ngoài, tôi ngửi thấy mùi khét kèm theo khói đen bốc lên nghi ngút từ tầng 1. Ngay lập tức, tôi chạy vào phòng hô hoán vợ con chạy thoát ra phía sau căn hộ, dùng thang dây và tụt xuống con ngõ phía sau tòa nhà. Người đàn ông kể, ông nhớ lại thời điểm đó, cả căn chung cư bị cắt điện, mọi người không thể sử dụng thang máy để thoát xuống, nên nhiều người đã liều mạng, nhảy từ tầng cao xuống các căn nhà bên cạnh. Sống ở đây 7 năm nay, chưa bao giờ tôi thấy xảy ra vụ cháy kinh khủng như vậy. Tòa chung cư mini có tổng cộng 45 hộ dân sinh sống. Thời điểm cháy, hàng chục hộ đang ở trong tòa nhà nên nhiều người mắc kẹt. Nhiều người bị thương khi cố nhảy ra thoát khỏi đám cháy, ông Huy nói. Trao đổi với phóng viên tại hiện trường, ông Ngô Phó Điền, bảo vệ tòa chung cư mini trên cho biết, vụ cháy xuất phát từ tầng 1. Thời điểm cháy, trong tòa nhà có 45 hộ dân đang sinh sống. Sau khi xảy ra hỏa hoạn, mới chỉ có khoảng 5 hộ dân được thoát ra ngoài. Cảnh sát đang tích cực giải cứu những người mắc kẹt, ông Điền nói. Bà Trang, 40 tuổi, sống tại tầng 6 căn nhà xảy ra hỏa hoạn. Kể vào khoảng 22 giờ 50 phút, gia đình bà gồm 5 người đang ngủ thì bất ngờ mất điện. Sau đó, vợ chồng bà Trang nghe tiếng la hét thất thanh từ những phòng bên cạnh, nên vội bật dậy kiểm tra. Lúc này, họ thấy khói bốc vào nhà nghi ngút. Nhận thấy vụ cháy lớn tại tòa nhà, ông Trung, 41 tuổi, chồng bà Trang, vội hô hoán gia đình tìm cách thoát nạn. Ngay lúc đó, chồng tôi phá cửa lan can tầng 6 rồi đưa cả nhà xuống mái tầng 5 của nhà bên cạnh. Chỉ 2-3 phút, cả nhà 5 người đã xuống được nơi an toàn, người phụ nữ kể. Bà cho biết gia đình thoát nạn nhanh chóng là nhờ chiếc thang hàng ngày dùng để thắp hương. Khi phá được lan can, ông Trung bắc thang xuống mái tầng 5 nhà hàng xóm giúp cả gia đình thoát nạn. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ mấy phút là khói bốc lên nghi ngút, khó thở. Bà Trang kể, giọng vẫn chưa hết sợ hãi. Tại hiện trường, do con ngõ nơi xảy ra vụ cháy nhỏ hẹp, hàng chục xe chữa cháy không thể tiếp cận được chung cư mini. Cảnh sát sau đó đã phải sử dụng xe máy chuyên dụng, kéo dây chữa cháy vào bên trong ngõ nhỏ. Tin tức cuối cùng, khởi tố 5 nhân viên sân bay mở khóa vali, ký gửi trộm tài sản. Chung nhiệm vụ cả bốc xếp hành lý ký gửi của khách đi máy bay, 5 nhân viên bốc xếp hành lý ký gửi tại sân bay Nội Bài đã bàn bạc và thống nhất thấy chiếc vali nào dễ mở khóa thì sẽ trộm cắp tài sản. Ngày 12 tháng 9, Công an huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án khởi tố 5 bị can về hành vi trộm cắp tài sản. Theo đó, các bị can bị khởi tố bao gồm Phạm Văn Trường, sinh năm 1990, Nguyễn Minh Thảo, sinh năm 1994, Phạm Văn Tuấn, sinh năm 1996, Nguyễn Văn Thịnh, sinh năm 1994, cùng trú tại Hà Nội, và Trần Văn Thành, sinh năm 1992, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trước đó, ngày 23 tháng 8, đồn công an sân bay Nội Bài, huyện Sóc Sơn nhận được thông tin phản ánh của chị NMA, quốc tịch Đức, về việc ký gửi chiếc vali màu đỏ trọng bay Hà Nội Cam Ranh Khánh Hòa tại ga T1 sân bay quốc tế Nội Bài bị mở khóa. Kiểm tra tài sản bên trong chiếc vali bị mất trộm gồm bộ tai nghe không dây nhãn hiệu Apple AirPods Pro 1 màu trắng và tiền mặt 500 euro. Nhận được tin báo và cuộc điều tra, đồn công an sân bay Nội Bài xác định nghi phạm và triệu tập 5 nhân viên bốc xếp hành lý ký gửi tại sân bay Nội Bài. Trước các tài liệu chứng cứ phía công an cung cấp, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phá khóa, lấy trộm tài sản trong vali ký gửi của chị NMA.
Cơ quan công an xác định ngày 22 tháng 8, nhóm 5 bị can nêu trên làm việc chung ca nhiệm vụ bốc xếp hành lý ký gửi của khách đi máy bay tại đảo hành lý số 4 tầng 1 ga quốc nội, đi nhà ga T1 sân bay quốc tế Nội Bài. Trước khi làm nhiệm vụ, các bị can đã bàn bạc và thống nhất. Trong quá trình vận chuyển hành lý ký gửi, nếu thấy hành lý nào dễ mở khóa thì sẽ kiểm tra để trộm cắp tài sản. Các đối tượng sẽ bọc lót, cảnh giới cho nhau để thực hiện. Khoảng 12 giờ 10 phút cùng ngày, Nguyễn Văn Thịnh phát hiện khóa vali của chị NMA không chắc chắn nên đã giật khóa, lấy trộm tài sản bên trong. Tài sản lấy được, Thịnh giữ lại bộ tai nghe để sử dụng. Số tiền 500 euro đem đi đổi được 12,6 triệu đồng, các bị can chia nhau tiêu xài. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận với thủ đoạn tương tự, thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản trước đó. Theo đó, những chiếc vali bị giật bung khóa, nếu bị phát hiện, các bị can sẽ đổ lỗi cho quá trình vận chuyển và đập bị bung, hành lý bên trong bị rơi vãi, thất lạc. Tin tức trên đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàn Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và bản tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!